Nghĩ việc là đúng rồi đó. Ai ngờ ông Tài ông tào lao như vậy. Mới tìm được công việc tưởng đâu ổn rồi. Ai dè. Em đang lo hả? Anh có tin vui nè. Tin vui á, anh mới ký hợp đồng với chị Vinh ở phòng trà Diễm xưa. Anh hát thứ bảy chủ nhật hàng tuần. Tiền lương với tiền bò á, chắc cũng kha khá. Yên tâm đi. Vậy thì tốt quá rồi. Ê, mà khi nào anh đi hát vậy? Thứ bảy tuần này nè. Chị Vinh chị hứa chị sắp cho em nhiều suất hơn. Không có bữa đực bữa cái giống như hồi xưa nữa. Cẩn thận đó nha. Tự nhiên mà Vinh bà lại tốt với anh như vậy. Bà lợi dụng anh đó. Không sao đâu. Chị Vinh chị tốt lắm. Với lại chồng của em á, chính trực lắm. Không có thế lực nào có thể dụ dỗ được đâu. Nhớ đó. Liệu hồn. Mình nói em sống một mình ở Việt Nam hả? Đúng, tự do muôn năm. Em đi qua kia tí á. Chào anh. Tôi có thể ngồi ở đây được không? Chào chị. Tôi là Mộc Lan, là người mà hôm trước tông xe của anh á. Để em tới liền nha. Dạ. Xin lỗi anh nha, anh có sao không? Xe có bị gì không? Tôi không sao, chị chạy xe thì bất cẩn vậy. Tại vì tôi mới về á, cũng chưa có quen đường, rồi cũng không có quen xe nữa. Xin lỗi anh nhiều lắm. Anh có phải là diễn viên Thái Bình không? Tôi mê mấy cái phim anh đóng lắm, phim nào tôi cũng coi hết á. Cảm ơn chị. Anh có cần đem xe đi kiểm tra hay gì không? Tôi nghĩ không cần đâu. Tôi có việc gấp rồi, tôi đi nha. Xin lỗi anh nha. Đây là số điện thoại của tôi nè. Có gì thì anh gọi cho tôi ha. Thôi, tôi nghĩ không cần đâu. Không sao đâu, anh giữ đi. Có gì gọi cho tôi nha. Cảm ơn chị, tôi đi nha. Tôi nhớ rồi. Cảm ơn em. Em sao vậy? Có gì muốn nói với anh hả? Anh đang viết kịch bản hả? Phải, anh càng viết á, nghĩ ra nhiều tình tiết hay lắm. Vậy đã có ai mua chưa? Vẫn chưa, nhưng mà anh bảo đảm anh viết xong á, anh đưa cho một số đạo diễn, chắc chắn người ta sẽ thích thôi. Em thấy đây không phải là thời điểm thích hợp để anh ngồi viết kịch bản đâu. Ý em là sao? Bây giờ kinh tế gia đình mình chưa có ổn định, anh nên kiếm một công việc nào đó có lương cố định mà làm. Em nghe chị Vinh nói là có một công ty bất động sản nào đó mà anh về làm mà đúng không? Phải. Nhưng mà nó trái nghề với anh. Anh sợ anh lún sâu vô á, mai mốt không quay lại nghề diễn được. Nghề nào mà kiếm được ra tiền lo cho vợ, lo cho con thì anh ưu tiên chứ. Mà em mệt với cái việc phải cân đo đong đếm từng đồng từng cắc khi đi chợ rồi. Còn không thì anh ở nhà anh lo cho con đi. Em đi kiếm việc làm nha. Không được.
em vô nấu ăn đây. Cô Mộc Lan, cô gửi này cho cậu nè. Cô biết cậu mới nghỉ làm bên công ty bất động sản nên là có ý mời cậu qua bển làm với cổ. Địa chỉ đây. Ủa, sao cô biết em nghỉ làm ở công ty bất động sản? Cô Mộc Lan là khách quen của quán. Cô hỏi chuyện chị, rồi chị vui miệng chị kể thôi. Mà cũng có gì đâu bí mật. Người ta có nhã ý thì em suy nghĩ coi làm sao. Với lại phòng trà của chị em chỉ hát có 2 ngày cuối tuần thôi. Còn mấy cái ngày thường thì em đi làm bên đó thấy cũng tốt. Dạ, để em suy nghĩ. Cảm ơn chị nha. Ok ha.